bà. À, Giờ tôi nghe em. hay bả với bả có tiền không, mà bả giúp gia đình nhiều phút giấc gì đó thấy cũng công nghiệp phải mấy bà. Mới biết mấy bà có đèn không hả? Biết người ta hả, Sao? nhiều biết mấy bả làm sao mà làm sao không biết, mà mấy bà giúp gì, giúp cũng mừng cũng công nghiệp mấy bà, có mình gì dữ rồi về quanh bà ấm hộ hoài cũng công nghiệp bà. 40 ngàn 40 ngàn rồi có đưa tiền cho Út Dứt mua cơm không? Để dành uống cà phê nữa. Coi chừng á, sức khỏe yếu á. Không dám ra. Dạ. Không dám ra mà xa. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và hiện nay thì cũng gần 11 giờ trưa rồi cô bác quý anh chị. Bùi Hồ có cuộc hẹn với lại Út Nhất sau khi Út Nhất đi đi hái ớt về xong nè. Cũng là thời gian để mà Út Nhất có thể đem cái cơm nước ra cho anh Cường. Cũng thương lắm. Sau khi chia sẻ clip của gia đình của Út Nhất á thì mọi người cũng đồng cảm thương ôi cho Út Nhất lắm. Nói Út Nhất dễ thương. Đang đập nước đá không nhất? Đá lên đây lắm. Vậy hả? Làm ngày nào cũng làm ly trà đá hay trà đường? Nó uống này đủ trà đường. Hồi sáng đem cái chai nước kia nó không chịu uống. Vậy hả? Nó nói đừng mua đó uống nữa, nó nói nóng quá. Vậy hả? Biết nóng luôn hả? Nó uống cái sau nó nói khô gần cổ. Trời. Cái thấy gì thôi đổ lại này nó nói uống trà đường nghe. Nó nói không làm trà đường đi. Ông cụ đợi tí Út Nhất rồi. Ủa ông cụ làm gì á? Giặt quần. Cái gì? Giặt quần. Dạ, giặt quần hả? Tự giặt luôn hả? Dạ, yeah, tự giặt ai giờ giặt. À, ồ thương ghê á. Không có máy giặt, không có gì hết á, nên tự giặt luôn. Tự giặt, tay làm máy. Tay làm máy luôn. Ừ. Ông cụ đi xuống đây cẩn thận nha. Yeah. Coi chừng á, sức khỏe yếu á. Không dám ra. Dạ. Không dám ra mà xa. Té là nguy hiểm lắm. Yeah. Dạ. Té hay chết thiệt á. Để mai mốt làm sao mà cơ cố gắng làm lại cái phần đổ đan đó, để tắm ở dưới đó cũng được nữa. Dạ. Ô bếp, cái bếp củi còn nóng, sáng nay ăn cơm gì không nhất? Sáng hả? Tôi biết mua thịt gà đã chiên cho nó. Đâu đâu đâu, cho coi chứ. Đây đây nè, gọi đây nè. À, gọi đây nè. Thương cụ ghê, 86 tuổi hả? 86 đúng không? Cha hả? Dạ. Má thì 86, cha thì 90. Trời ơi, 90 tuổi còn giật quần. Cái lịch của ông đó. Đâu? Nè. Gà, chan nước tương vô. Cái này gì vậy? Bánh hả? Biết mua bánh nữa, đòi ăn này. Trời, biết đòi ăn bánh hả? Nó nói mua bọc bánh trưa ăn thì đỡ buồn. Nói vậy luôn hả? Rồi thấy không biết mua cho nó một bánh. Dạ, yeah. Hôm nay buổi sáng làm được nhiêu rồi? Buổi sáng mới được 70 rồi đó. 70 ngàn rồi. Chiều nay ông biết 1 giờ ông biết đi làm nữa. Làm gì? Chiều nay mang cỏ hành cho người ta. Chiều nay cho ớt với quẻ hồi sáng rồi đó. Giờ chiều nay ông biết mang cỏ hành chủ bị dứ ấy nó quay nè. Chiều nay cho em đi theo được không? Quay đoạn làm cỏ thứ như thế nào? Đúng rồi, chiều nay hả ấy thì cũng như con canh cũng như làm 2 giờ đi. 2 giờ đi. 2 giờ cân điện cái chạy cái đường mà chỗ cây nước đó. Con chạy xuống cái có cái cây gáo mà miếng đất nó trống vậy nè. Cái con dựng xe đó rồi cái con đi bộ dài xuống dưới là cái mằn thuốc cái dưới đó. Làm cỏ ngày được nhiêu? Làm cỏ thì cũng 70. 70 luôn hả? Bẻ ớt cũng 70. Thôi bây giờ đi đem cơm đi để thôi anh Cường anh đói. Chỉ có Út Nhất đem mới được thôi. Chứ người khác đem là không được đâu. Út Nhất ơi, tính dự định là mai mốt á, làm cho anh Cường một cái đèn năng lượng mặt trời đó, Út Nhất nghĩ sao? Nếu mà hả làm vậy cho cậy sáng cho nó gì cũng được. Cho buổi tối để thôi, buổi tối ngoài đó tối thui à. Nó tối thui rồi, nó không nó có hù không thấy đường. Dạ. Yeah. Cậy đi, có đèn năng lượng thì đỡ mũi. Với lại cô bác quý anh chị có góp ý là nên mua một cái máy niệm Phật á, niệm Phật năng lượng á. Chút xíu nữa thì nghe ông Nhất kể chuyện về anh Cường, coi cô bác quý anh chị góp ý coi đây đó là tâm linh hay là có vấn đề về về tâm thần á, về thần kinh á. Cô bác quý anh chị hiểu luôn, cái đường này bây giờ đi á cũng khá là khó khăn, còn đường nhỏ xíu à. Ông Nhất ăn cơm chưa? Ông Nhất ăn cơm, nãy lên đói ăn cơm mà. Thì cũng đem cơm ra cho anh Cường xong rồi cô bác quý anh chị. Nhưng mà có một cái điều đáng buồn là cái mic nó bị hư mất tiêu, âm thanh nó bị ghè ghè, cái nghe không được luôn. Bây giờ
Út Nhất ơi, thì có thể kể về cái hoàn cảnh của anh Cường Út Nhất để cho cô bác của anh chị ngồi xuống để cho cô bác của anh chị hiểu thêm về hoàn cảnh anh Cường là bị tâm linh hay là về tâm thần Út Nhất. Nó bị tâm thần tại vì cái lúc đó nó đốt nhà hoài đó ra, rồi nó quậy bọ lên kia đó, rồi mới chở nó đi xuống dưới bệnh viện ở Ban Bầu đó, rồi người ta nói là nó bị tâm thần nặng. Rồi người ta hỏi như gia đình có điều trị không, rồi cho nó ở dưới, rồi người ta trị. Rồi lần này với mấy ông anh nó cũng như là không có điều có khả năng lo cho nó hay kia gì đó. Rồi người ta mới đưa cái miếng giấy, người ta kêu đem lên xã trình về dưới xã đó. Là nói là còn cho nó có tiền hàng tháng nặng mình nuôi nó đó. Rồi mới đem chở về đây, rồi mới về đây, rồi mới nó cũng còn ở trong nhà trong đó. Rồi nó quậy bọ hoài, rồi biết rồi cái nó đốt nhà nó hoài, rồi biết rồi chữa cũng không được. Út Nhất kể cái câu chuyện ngày xưa làm sao mà anh Cường lại đốt nhà. Cái lúc ngày xưa hả, lúc đó không cái vợ nó bỏ thì lâu rồi, cái con nó về bên đây sống chung với nó nè, cái tóc khi sống chung mà nó qua đây ăn học thì hai cha con cũng như đi mằn này kia đặng xa sống chung đó. Rồi không biết làm sao nó nghe lời mẹ nó, rồi cái mẹ nó bỏ nó, ủa mẹ nó dắt nó đi rồi cái gì nó ghét, rồi cái nó buồn, rồi cái nó cũng đi mằn mướn vậy đó. Rồi nó buồn bã, rồi ghét không biết làm sao, rồi cái nó nằm nó chuyển qua cái bệnh này nè, cái quay lại rồi nó đốt nhà, rồi nó quậy, rồi ô tá lả bụng bên hết trơn á. Rồi ghét rồi nó ra đây nè, rồi đó nó chặt cột nhà, rồi nó quýnh cha này kia, nó đạp ổng này kia đó, rồi té đó. Rồi mới thấy vậy, ổng xuống dưới ổng cũng khóc đó. Rồi anh em mới bàn tính thâu cũng như là xích nó đem vô trọng, chứ nếu mà hả thả như vậy là nó quýnh người ta. Rồi ghét rồi sau này nó cũng ghét rồi ngoài ngoài thả nó ra nữa, cái thấy nó tội nghiệp thả nó ra, cái nó cầm đá nó ra chọi người ta, nó gượng ra ngoài đường cái ống nước của người ta mà ở ngoài đường đó ra, nó cũng quậy đập banh thành của người ta chứ. Rồi thấy rồi xích luôn là tới giờ luôn đó, là nó kẹt không ải luôn tới giờ luôn đó. Không biết là cái vấn đề mà Út Nhất á, đi làm như vậy thì việc lo cơm nước nhà cửa thì như thế nào, rồi mỗi ngày là mình chi phí sinh hoạt là sao nhá? Như buổi sáng thì nào ngay cha với má với mẹ con vậy là một ngày ăn nhín là 60.000 tiền đồ ăn. Là sáng chiều. Đó. Còn cũng như là đường bột ngọt thì cũng như mình mua một lần cũng như một bịch nhỏ vậy đó là 10.000 nó xài cũng được một tuần. Đó thì cũng như là lúc nào mặn nhiều thì mình ăn nhiều, lúc nào mặn ít thì nhín nhút là mẹ con sống. Mấy giờ Út Nhất đi làm? 6 giờ sáng này là Út Nhất là ủa 5 giờ rưỡi biết 5 giờ biết thấy gì mấy thức dậy sớm đổ bô cho mẹ trước. Rồi thay đồ bà xong rồi 5 giờ rưỡi Út Nhất lên tỉnh mua cơm bánh trái này kia đem vô cho ông Cường ăn. Ăn rồi về đây 6 giờ Út Nhất mới mặn đồ mặn, Út Nhất mới đi. Rồi mà đi với bẻ xong rồi 10 giờ biết về. Về rồi cái ông biết mấy mua nước đá chăm trà, rồi cái đập nước đá cái đem vô cho nó. Giờ hồi này ông biết tắm rửa cái quay lại ăn cơm. Ăn cơm mà nằm nghỉ chút xíu thì 1 giờ đi. Là mỗi ngày là Út Nhất phải đổ bô cho mẹ trước? Đổ bô cho bà trước. Tại vì cái bô bà nước đá cái nó khai đó. Sợ như khách người ta vô thức thử đó. Cái người ta khai. Rồi ăn sáng rồi sao? Ăn sáng thì bả con cái cũng như là mua ba cái bánh bò mà người ta bán mềm mềm đó. Cái mình mua cho bả hai cái gì đó 5.000 là bả ăn à. Rồi anh Cường? Còn anh Cường thì sáng thì nó có khi nó ăn mua cho nó hộp cơm, có khi mua bún riêu hoặc là cháo. Vậy cái đem vô cái hông mì. Bữa nào cũng mấy thì trụng mì vô cho nó ăn. Là ngày là tiền của mẹ với lại tiền của anh Cường là hết bao nhiêu? Là cũng như mẹ thì là ngày có khi 5.000, có khi bả 10.000. Còn Cường thì nó một ngày là mỗi giờ sáng thì nó có 15.000 nè. Đó. Rồi thuốc men thì là ông biết mua gói mà nhiều biết cho nó nặng lắm, có nửa gói à. Như giảm còn cho nó hút lợ, cho nó có sức khỏe. Tại vì người ta dặn, người ta kêu cho nó hút vừa vừa thôi. Mà mình thấy như hả không có, vô mà hả không có thuốc thì nó nói nó buồn. Nó xin thuốc, rồi cũng mắc móc ra cũng cho nó. Rồi ba?
cha thì đó cũng như là giấc này ông ăn cơm no gì ông nằm gì như tên trển như giấc này cái nó hầm ba nó ăn đó. Sáng uống cà phê gì? Sáng thì ông không uống cà phê, ông tên trển nó mang cháo cháo người ta bán trên chợ ngã tư đó, cái ông ghé đó ông ăn cái 15.000 cái ông chạy vô chợ cái ông mua thịt gà hoặc là ông mua cá này cái kia ông đem về cái ông để đó cho sáng cho ông biết về ông biết làm, còn cái nào được thì ông làm, không được thì ông để cho lần này. Yeah. Ừ. Như cái nào cảm thấy như ông làm được thì ông làm, còn cảm thấy ông làm không được thì ông kêu Út Nhất làm. Có nghĩa là ông cụ dân phụ tiếp Út Nhất làm thì sợ Út Nhất mệt ha. Thấy ông cụ giặt đồ là cũng như bữa nào ông thấy Út Nhất đi làm mà cũng như hăng lố giờ đó, có khi cái bữa mà Út nó ra là Út Nhất bẻ tới 10 giờ gừ, như mình gán cho người ta gầu đó là mai mình đi bẻ chỗ khác nữa, như mình bẻ cái miếng này mà cho tới 10 giờ hoặc là 10 giờ ngữ cho nó xong. Nè mà cái đầu mình đi lại cái bên khác mình bẻ nữa. Đó vậy đó mình bẻ xây xây lại. Cũng như là ông biết lãnh làng là 5-6 chủ. Như ông biết là mà bẻ cho chủ này là mốt ông biết bẻ chủ kia như bẻ xây xây hoài vậy đó. Còn chiều mà ở không thì người ta điện người ta nói ông biết có ở không không nói chiều ông biết ở không. Người ta nói chiều là đó bằng cỏ hành. Chiều là làm mặn có hành. Mỗi vậy là 70. Mỗi vậy là biết mặn 70.000. À, sáng nay là được 70 rồi. Chiều sáng là biết được 70 rồi đó. Chiều nay nữa. Chiều nay không biết được 70 nữa. Chiều nay cũng biết làm cỏ hành. Chiều nay không biết mặn cỏ hành. Thì nói là ba thì ăn sáng cũng 15.000 rồi. Sáng không ăn có 15.000 à. Sáng mẹ với lại kênh Cường là cũng 20 rồi. 20 à. Ăn nhín nhín hầu hút vậy ăn. Cổ biết sáng hiểu biết mua hai bánh mì không đó, cứ ra ngoài trại đó, cái đầu chấm người ta cũng ăn mới ăn như mình vậy đó. Cũng như trại người ta thấy cũng như ở quê bằng mà ăn nhiều quá người ta cũng không có dư. Người ta cũng mua cũng giống Út Nhất, rồi có khi người ta mua hai cái bánh cam, rồi có khi hai cái bánh bò người ta cũng ăn. Thì làm ngay cũng như người ta thích người ta ăn gì người ta ăn. Tại nhưng mà ăn sáng là mình đâu có trên 30.000. Không, ở ngoài là chỉ là người nào mà người ta ăn sang là 10.000. Người ta ăn sang là 10.000. Người ta mua bọc cháo như mấy người đi mặn đó, cái lầu lợi đó nói như dân lao động người ta biết người ta múc cũng như thịt ít mà cháo nó hơi nhiều. Ăn sang là 10.000 thôi. Ăn sang là 10.000 đó, chứ còn như là hai cái bánh cam, hai cái bánh bò gì là 5.000. Như Út Nhất là ngày là thường ăn. Út Nhất là lâu ngày cũng như thì lâu ngày cũng như kẹt má với cha hai, ủa má với Cường thấy 20 rồi với thuốc nữa rồi bởi vì Út Nhất mới ăn giật lợi, chứ nếu mà con đuổi nó có 70.000 mà mình ăn bung ra quá thì như mình còn có như có 20-30.000 cái nhiêu mà mình dư nhờ ăn rất sáng. Nhưng mà ăn buổi đó là mình ăn được như buổi rồi sáng mình ăn đủ, mình dư buổi chiều. Buổi chiều mình để đó, chừng nào mình ta không kêu mình lấy cái số chiều của làng mình ăn. Lỡ ba mẹ bệnh rồi sao? Thì ba mẹ bệnh thì cũng như mình điện cho mấy ông anh hoặc mấy bà chị, mình báo nó như cha ổng như ổng bệnh đó, có ai giúp được thì chở ổng đi, còn ổng ấy thì mấy bà tính sao tính. Không biết của hoàn cảnh gì thì ở đây ta cũng biết rồi. Hiện nay không biết còn được nhiêu hả? Hiện nay còn được nhiêu? Không biết còn là 2 triệu mấy. Dạ yeah. Ừ. 2 triệu mấy đó là đủ ăn chứ cũng lâu hả? Không biết ăn nó nhín lâu chứ lắm. Mỗi ngày thì Út Nhất có quy định ra là mình xài bao nhiêu không? Thì ngày sáng thì hả Út Nhất làm cha ông nào ông yếu thì sáng nhớ đi chợ cái mua đồ ăn 70.000 hoặc là 60, như mua cá biển ký thì nó 60.000, còn mua ba cái cá mà gọi rẻ rẻ thì 40-50. Vậy đó. Còn mẹ với cha thì mua ba cái thịt gà nông nghiệp rẻ đó, cái mua 40 cái ổng ba kho ăn 2 ngày. Út Nhất đâu có dám ăn nhiều trên 100.000 đâu. Ăn nhiều không được, ăn nhiều cái phung phí quá cái lỡ mình bằng không được thì chết luôn. Mình không có tiền cái mình sợ cái mình không có tiền, cái mình sáng mình không có mua cho nó đó. Cái mình dòm vô cái mình thấy tội. Có khi mình dòm vô cái mình thấy nó ngầu, cái lúc đó là phất đó, là phất là không biết đỡ đó, chứ cái lúc mà nó ngầu mà nó ngầu cho họ mà nó dòm ra đấy là lắm. Lúc mà có khi mình có khi không tiền cái gặp nó, mình không tiền có khi lúc gặp nó ngầu cái từ mình thấy tội, cũng bư móc cũng mua bánh cam bánh còng cũng đem vô cho nó ăn.
nước cũng đem vô cho nó uống chơi cho sáng chứ. Con nít người ta là lớn, người ta còn ăn sáng nữa này. Rồi không lẽ em mình giờ nó khùng điên xích nó làm gì vậy? Không lẽ giờ mình neo nước nó bỏ nó được tội chứ. Người ta nói tội dữ lắm. Bà biết bà mọi giá phải cao phải cài. Mưa gió thì không ai đậu nón bằng áo mưa làm. Như là bẻ mình đi làm là đem áo mưa theo. Ừ. Lỡ có mưa gió này kia cái mình bặn vô đó mình bẻ. Làm luôn. Làm luôn, tại vì cũng như ớt á, mình bẻ cho người ta tại cái vô cái cử người ta rồi. Ừ. Làm như người ta lạnh máu là người ta là như là 11 giờ lái người ta là người ta căng. Ừ. Bả mưa 5 gram thì là mình đứng mình bẻ. Ừ. Còn há lớn quá thì mình chạy vô trại mình đục. Ừ. Đục trong vòng thì như nửa tiếng thì nửa cái mình trứt tiền ra. Ừ. Vậy đó. Nó dễ. Dẫn đồ áo mưa đi làm luôn. Ờ, bạn áo mưa mình đi làm luôn. Tại vì ai cũng đều hết. Ừ. Ai cũng đi bẻ, ai cũng có áo mưa theo. Non lá này kia mình đậu theo. Vậy là qua cái câu chuyện này thì chắc có lẽ là cô bác của anh chị biết ra là anh Cường bị tâm thần. Biến cố là sau khi vợ với con bỏ ra đi thì anh buồn, vì buồn quá nên anh đốt nhà luôn. Đốt nhà. À, anh... Đốt nhà. Ra đây nó chặt mấy cây cột nè. Cầm cái tầm bước gai nè. Rồi chạy tán lạc hết nên đâu ai dám lại gần. Chứ không phải là anh bị vấn đề về tâm linh. Không phải. À. Tại trong cái giấy của nó là để tầm thần này. Nhưng mà vì sao lúc hớt tóc anh biết là cái vụ mà hớt tóc tao bệnh. Ừ, thì bữa đó nó nói mày hớt tao bệnh đó. À. Đó, bữa đó biết đứng lên hớt nó không cho nó. Nó nói mày hớt tao là tao bệnh. Ừ. Mà cuối cùng mấy ngày nay đó. À. Nó cũng đó hay không, nó còn hung sùng đó, nó có vừa đâu. Sao anh gì anh nói gì? Tối sao? Hồi tối á, vô với mấy Cường mày ăn cơm xong rồi con nằm con giọng nghỉ ngơi kìa. Đù quá mày nè. Ừ. Nó gạt nó làm thì mình nói thôi kệ đi. Mình lắm quẩy mình đi về. Ừ. Kệ nó. Có khi nào giận em mình không? Không, có khi lắm lúc nào ngay khi khi cũng tức nó. Nói trời ơi, ăn uống đã đi mặn cực như con chó mà mình không nói mà giờ đem vô cho nó ăn mà nó còn chửi ngược lên mình. Ừ. Mà khi người ta ở ngoài người ta nói tại vì cũng như nó bị tâm thần cho nó có cái cơn. Ừ. Bởi đi nên mình thảo biết thông cảm cho nó. Ừ. Rồi biết từ từ thấy ổng biết cũng cho nó mẹ đi cũng như mình nghĩ rằng là như biết là nó cũng ngoài nó cũng lờ. Ừ. Đã 2 năm nay thì còn gì nữa không, đã gồng hồ gã, hồ hỏi với 2 năm nay ổng biết nuôi nó là gồng gã còn gì nữa, nuôi giống như là nuôi con mình vậy. Ờ, anh con mình không bằng con mình vậy chứ không bằng nó. Tại con mình nó lẳng quẳng đây thì nó còn kiếm này kia nó ăn được. À. Còn nó ở trong thì cái kiểu như trò hỏ gì xích lợi là đâu có ai vậy, cho ai dám lại gần mà cho nó ăn. À. Chứ phải nó hiền như người ta. Ừ. Người này người kia người ta cũng vô nó cũng cho nó ăn. Ừ. Còn mày ai vô cái ai bước vô cái nó chữ nó phóng xuống đó rồi ai vô cho nó ăn. Ừ. Đó vậy đó. Chứ phải như nó hiền như người ta thì người ta cho nó ăn. Vì sao khi anh Cường anh bị bệnh thì ảnh là người đáng thương. Thì ngoài việc anh Cường đáng thương thì Út Nhất còn đáng thương hơn chứ hả? Ờ. Biết thấy cái nhiều cái mà nhiều cái hộ nhiều cái cảnh tính chán. Mặt lên có khi 5 giờ lên kìa. Còn bức nước thêm. Đã 5 giờ lên tới gần chiều nó mệt gần chết. Rồi chạy đi rồi vô chăm trà trước. Rồi mua nước đá vô đợi cho trà ra. Rồi mới bỏ đường vô, mới đạp nước đá quậy ra, mua bớ cơm, bớ nước mới đem ra cho nó. Mấy năm nay vậy là anh Cường vậy là bị vậy thì Út Dứt đâu đi đâu được? Không, Út Dứt không đi đâu được, chỉ là con cái là Út Dứt giờ như là đi ra ngoài cồn này là bàn bạc được thôi, chứ giờ đi đâu cũng không được. Không có đi đám tiệc xa không gì đâu. Không có đi đâu xa được, giờ bạn bè là mấy đứa thận thờ hay là Út Dứt thiệt, mấy đứa tâm nông nè. Là nó tưởng đâu, nó nói tưởng đâu là Út Dứt chết không. Sao? Tại vì cũng như là một lần mình còn em mình nó không có bị đó. Thì mình tới lui bạn bè, mình thăm bạn bè, mình buôn bán này kia. Giờ thằng điện thoại không chứ đâu có đi vô thăm nó đâu. Ừ. Mà cái chỗ đó biết ở mấy năm mà. Ừ. Làm mướn cho nó, quay dịch cho nó đó. Sao mà mỗi lần kể là Út Dứt muốn khóc vậy ta? Tại như nhiều cái hoàn cảnh đó, khi lắm Út Dứt cũng khi lắm cũng chát lắm hồ. Thì có khi chát lắm. Bàn lên cái nó quải, gặp cái này cái kia, cái nó mệt mỏi. Dạ. Ừ, mệt mỏi lắm. Bởi vì khi ai cũng nói sao biết mà mập không nổi. Càng ngày càng rút.
Tại vì nó vậy có 48 kg. 48 kg à? Ủa, cần là có 48 kg, cần ớt ngoài. Út nhất là năm nay là bao nhiêu rồi? Tuổi hả? Út nhất là năm nay 49 à. Lỡ mai mốt mà 50 mấy tuổi rồi mình làm không nổi thì sao? Thì bà không nổi thì mình cũng phải gán làm. Nói với ổng biết cũng nói trời luyện kia cũng độ cho biết mạnh cũng đi mạnh vậy mới được. Ông hay trời cũng cho. Ông hay mạnh vậy chứ ổng biết cũng ít có bệnh hoạn, có khi nắng, có khi bữa nào nắng quá, có khi tắm á, tắm thì lúc nó cũng bị cảm, khi uống thuốc này kia bậy bạ cái nó cũng hết, cái mình cũng đi mạnh nữa. Kể là ứa lệ à. À. Nghe Út Dứt kể mà cái câu chuyện của Út Dứt lại càng đáng thương hơn anh Cường nữa. Nói chung một lòng lo cho em mình hết à. Mọi chuyện lo cho em, cho mẹ với lại cho ba. Hoài lắm. Tại tôi thấy cảnh này rồi chán lắm. Có khi nào mà về rồi cái thấy củi nó bị ướt rồi nấu không được không? Vì không có nấu được ăn. Lúc mưa đó nó tạt ướt vô hè lè đó, cái đầu mòi ở dưới hắt qua bên lấy cái lớp đáy lên chùm. Cứ lúc đó mà nhúm lửa mà nó không cháy được, mình đói bụng, vừa đói bụng vừa nhúm lửa thì mưa nữa, thấy bức rứt dữ không? Bức rứt, nào hay mình cũng bức rứt mà được cái như cái cảnh của mình nó như vậy rồi, mình không có nói gì được, mình cũng phải gán bóp bụng mình chịu. Mấy mươi năm rồi nấu ga, ồ nấu củi không đúng hả? Hồi ngày mà mẹ chết, mẹ là lúc mẹ hồi còn mà lúc mà mẹ còn tẻ tới giờ luôn là nấu nó là mấy chục năm rồi, củi không? Củi lúc nào đó không biết điểm ăn, cái người ta cho củi này kia đó, cái đậu lên ngày bó gì đó, cái đầu chặt ra phơi để dành ra cái chùm. Thôi thì bây giờ muốn không có đi, muốn không chùm củi nữa không? Đó không, như hồ cho thì không biết cũng mừng. Dạ. À. Hôm nay thì em đến đây để thay mặt cho chị Oanh ở Đài Loan á, người chị mà đã hỗ trợ cho anh Cường có một cái nhà sắt kiên cố á. Thì hai chị Oanh sẽ hỗ trợ, trước mắt hỗ trợ thêm cho Út Dứt cái bếp ga. Út Dứt cũng cảm ơn chị Oanh rất là nhiều, ủng hộ Út Dứt, Út Dứt rất là thương chị Oanh. Mỗi lần nghe tới là khóc mà. Chứ là đừng nói gì, hãy nói gì Út Dứt buồn. Sao buồn? Như tự nhiên hả thấy gì thôi, hãy nói Út Dứt thì nghĩ cái buồn. Thấy như gánh của mình vậy, vậy. Chị Oanh bá ủng hộ hoài. Cũng tốt nghiệp à? Không, cũng có nhiều mạnh thường quân ủng hộ Út Nhất lắm. Ví dụ như mạnh thường quân của em Phong nè, chị Oanh nè, hôm qua thì có anh Thanh Giang nè, cũng nhiều lắm. Thôi bây giờ không tốn thời gian nữa, mình đi qua kia mình mua bếp ga tranh thủ vậy ha. Bây giờ thì chị có bán bếp ga không? Bếp ga lớn á. Dạ. Út Nhất lựa đi. Ở nhà có quạt gió gì không Út Nhất? Lát nữa lấy cho ông bà cụ người một cái luôn đi ha. Chị có bán bếp ga loại lớn là bao nhiêu ta? Nó có có bình luôn, mua bình luôn. Bình nước thì 280. Nước ga là 280. Cái bình cũng lấy hơi 280 luôn đi. Là 560. Rồi cái bếp. Cái bếp thì nó có loại 1.50 850. Rồi 1.000 650. Tốt nhất là nhiêu? Tốt nhất là 1.400.000. À, gấp liền không ta? Em gấp thì chị gấp liền cho. Dạ. Chị cho ảnh gấp đi. Thì cho có nghĩa là chị đem lại đằng kia gấp cho em luôn. Chị nhà đi, nhà em dưới thôi. Nghe em chủ đang quán Duy Mạnh Hồng Lan đó. Rồi, lấy loại tốt nhất ha. 1.450.000. Với lại bình với ga luôn, dây của anh luôn. Chị cộng nha. Dạ, chị cộng đi. Út Nhất lựa cái quạt luôn đi. Cái quạt này cho rộng rộng cho cha đi. Cái quạt cao cao cho ông bà cụ đi. Hai cái quạt này cho cha. Hai cái đi. Cái này là nhiêu ta? Cái đó 320 mà lấy chung chị lấy 300 thôi. Cái này là người ta hỗ trợ cho Út Dứt á. Senko đó cưng. 320 hả? Lấy hai cây luôn đi, cho bà cụ một cây, ông cụ một cây. Ha. Lấy hai cây luôn đi. Rồi có ấm siêu tốc nấu nước gì cho ai không? Nấu nước chăm trà không? Nhà mình không có rất nhiều. Nấu nước cho anh Cường đồ chăm trà đâu không, cho ông cụ không? Thì có bà chị nó có cho. Có bình siêu tốc chưa? Có, chị nó có cho cái bình siêu tốc. Vậy ha, Út Dứt còn muốn mua thêm gì nữa không? Có thiếu gì không Út? Út Dứt hiền hiền không? Hiền, em này ở đây chị biết mà. Dạ, dễ thương lắm.
Rồi nhiêu rồi chị? Cộng nha. À 1.150.000 là cái bếp cộng cho 560. 560 là cái bình với cái nước. Dạ, bình với nước luôn. Ừ. Dây quan. Rồi chị cộng cho dây quan 150 nè. À. Dây quan tốt cho nó nè. Dạ. Quan tự động ha. Ừ. Rồi. Rồi hai cái quạt. Cộng thêm. Cái quạt 640 chị lấy 600 thôi. Rồi, dễ thương quá. Cái này có kia bóp cho. Dạ, cộng 600. 2.460.000. Dạ. Rồi. Còn thiếu gì không Út Nhất ơi? Này nó đủ. Có thiếu bình đá đâu không cưng? Nồi cơm điện gì không? Nồi cơm điện có chưa? Nồi cơm điện có. Có rồi ha. À. Cho lửa đó còn gì nữa không? Có niệm chưa? Không có, cha có. Dạ yeah. Ha. Thôi cái đó mới nói sao đi, bây giờ tại vì Út Dứt còn chiều còn đi làm nữa. Ừ. Nên bây giờ mua cái này đem lại lại đặng gấp liền ha. Dạ, dạ. Vậy là tổng cộng là 2.460.000. Rồi, em nghe giờ trả luôn. Rồi chuyển lại đằng kia em trả luôn hay trả đây? Rồi dạ, em gửi đây đi, chút nữa gáp là hỏi tính tiền. À phải. Đúng không Út? À bây giờ như thế này chuyển liền giùm em luôn được không? Làm cho có em nhà đằng kia đằng kia lại quay tới một giờ em đi làm rồi. Ừ. À, 1.000.000 nè chị. Dứt bếp ga với lại quạt gió. 2.000.000. Dứt này nè. Em này nè. 2.460.000 đúng không? 2.460.000. Rồi em đưa 2.500.000 đó. Là tối cho em 40. Dạ. Hồng Lan á. Ừ biết. Là anh Nhân đang chỗ cái tiệm tạp hóa. Rồi bây giờ thì cũng đó, vui rồi. Đang đó luôn. Dạ, cảm ơn chị cảm nhiều ha. Nha. Dạ. Nè thối cho em 40.000. Rồi có gì anh hỏi tên chuyển liền. Anh đang coi mình đem liền cho. Dạ, có nghĩa là như thế này nè, em ở thì ở bên kia đang nên có thể là chuyển liền cho em gáp liền cho em đi. Cho anh này ảnh đi. Em còn đi làm. Em chưa ăn cơm luôn. Bình nước luôn có thể hả vậy? Hết luôn, bình nước dây quanh luôn. Cho anh quay đi rồi cái chồng chồng còn cái đó với lại bộ quanh dây với bình với hai cái quạt gió. Rồi vậy ha. Rồi cảm ơn chị. Rồi cảm ơn em luôn nha. Dạ. Anh Tú à, cũng là em của Út Dứt luôn. Anh Tú thì mới đi mò ốc về. Cũng được 4 kg hả, bán được nhiêu? 40.000. 40.000. Rồi có đưa tiền cho Út Dứt mua cơm không? Để dành uống cà phê nữa. Trời ơi, anh Tú này cũng hoàn cảnh tương tự giống như anh Cường vậy cô bác anh chị. Thì cũng đi lang thang tối ngày đâu có ở nhà đâu. Đúng không anh Tú? Uống cà phê chơi. Rồi uống cà phê chơi. Rồi sao ăn cơm không trả tiền cho anh Út Dứt? Dứt hả? Là anh em ruột có tâm gia đình. Thì bây giờ thì hỗ trợ tiền cơm chứ anh em mình làm cũng khổ, cực khổ chứ. Anh em ruột trong gia đình đâu vậy? Vậy thì đi mò ốc đưa cho Út Dứt. Ốc đang nấu cơm cho ba mẹ ăn. Có gạo đó, người ta có cho. Hả? Gạo người ta cho. Gạo ta cho rồi còn tiền đâu mua thịt. Hả? Anh đi mặn mướn. Anh đi mặn mướn. À. À, rồi anh đi mặn sao không đưa tiền cho anh mua thịt ăn. Ngày mò ốc có mấy chục ngàn để dành uống cà phê. Để dành uống cà phê. Hồi sáng giờ bán được 40.000. À. Mấy ký? 4 ký. Ký 10.000. Rồi hiện nay ở trong túi còn nhiêu tiền? 40 à. 40 à. Uống cà phê hết rồi? Chưa có uống. Chừng nào mới uống? Trưa mới uống. À. Uống gì nhiều chứ vậy? Uống 5.000 thôi chứ. Hả? Trưa mới uống. Thì uống 5.000 thôi, còn 35.000 đưa cho anh của mình đi. Để anh mà uống hết rồi. Trời, trái vô leo bỏ dưới đất luôn hả? Rồi rồi. Khổ quá, cái hoàn cảnh của anh này là anh Tú thì cũng tầm thằng giống như anh Cường cô bác của anh chị. Bởi vì cũng thương cho Út Dứt lắm, một mình là lo hết cái nặng của gia đình luôn à. Lo cho ba, cho mẹ và cho hai em nữa. Bây giờ cũng khổ lắm. Bữa cơm ăn nữa. Ủa, Út Dứt không có nồi cơm điện hả? Hả? Không có nồi cơm điện sao? Nấu đó, không nấu được. Ăn nữa. Mấy dĩa rồi? 2 dĩa rồi. Ngon không? Ngon. Hả? Ngon. Ngon. Tội ghê không? Anh Tú. Anh Tú ơi, nhìn em ơi. Nhìn không kìa ta. Hồ. Ủa, nhìn hồ kìa ta.
Đó, ăn cơm. Rồi trả tiền cơm kìa. Bữa nào có tiền dư hết trả. Khổ không? Cái bàn này bàn cũ hả? Cái bàn cũ nè, cái bàn này mỗi lần ông biết bán vịt lộn nè. Ờ. Có lần bán vịt lộn. Bán vịt lộn hồi trước nè, cái khi nó ra nó ấy như nó phá làng quá sớm hoài chứ. Cái nghỉ bán luôn. Ừ, bà bán buôn gì được nó bán. Ừ. Bị bệnh người nó quậy hoài chứ bán gì ai ăn. Cái bàn này lâu chưa? Úp chứ. Cái bàn này cũng là trong cái bàn này cũng 2 năm rồi, cha ổng đóng nè. Ổng đóng rồi ổng cho bán nè. Ừ. Đây là cái nhà của Phong, mạnh thường quân của Phong hỗ trợ rất là kiên cố luôn. Sắt cũng khá là dày luôn đó cô bác của anh chị. Đây, quay tổng thể cho cô bác của anh chị thấy luôn nè. Đó. Ở dưới này là lót bằng simbo này có thể là chống nước được luôn. Xài rất là lâu, rất là bền. Bây giờ thì ở miền Tây người ta sử dụng cái chất liệu này cũng nhiều lắm. Lao lại. Để cái bếp ga xích vô chứ coi, sợ mưa tạt á. À, kéo xích vô. À, bà chị đó chuẩn bị đem lại hả? Bà chị bán bếp ga mới điện cho Út Dứt hả? Không có, này bà chị gục á. Kêu bà lên to cho nó để đâu cho nó tiện. Có bếp ga mừng không? Mừng dữ lắm, dầu đi lên nhẹ. Nhẹ sao? Nhẹ. Thì cũng có cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân cũng ủng hộ mình nhiều lắm. Có mai mốt thì Bùi Hồ cũng ghé thăm lại Út Dứt nữa chứ, quay cho cô bác của anh chị thấy cũng thương lắm. Một mình là nuôi hai em, ba mẹ luôn hả Út Dứt? Ba với mẹ với Cường đó. Ừ, với Tú nữa. Bốn người đó. Bây giờ thì hai cây quạt với lại một cái bếp ga cũng chở tới luôn cô bác của anh chị. Đây là cái phần quà của chị Quanh ở Đài Loan á, hỗ trợ cho Út Dứt. Tính mua một cái bếp ga thôi nhưng mà dư tiền mua hai cái quạt cho ông cụ với bà cụ luôn. Cái quạt cũ kia nó cũng hư hết Dứt. Quạt này cũ Dứt người ta cho nè. Dạ. Biết nấu dây điện để dầm xài được. Bây giờ còn xài được không? Được, có biết mấy đứa nó nấu dây điện cho biết. Cái già quạt này hôm qua gặp ở trong buồng á hả? Trong buồng nè. Đem quạt cho mẹ. Đem đây quạt cho mẹ nhất thưa. Bây giờ đem vô cho Út Dứt sử dụng lại. Giờ biết đem vô sử dụng. Út Dứt sử dụng cái quạt hư cho mẹ cái quạt mới. Cũng thương ghê ha. Ừ, chứ để trưa cái ban nắng cái đồng nghiệp này. Ừ, trưa nắng đồng nghiệp mẹ. Trưa nắng cái không có cái đồ. Rồi, có bếp ga luôn. Bây giờ là 200, 208. Nước là 208, cái bình cũng 208 luôn. Là 506. Bếp loại lấy bếp tốt luôn. Dạ. Bếp này mặt kiến hay sao chứ? Kiến. Dây quanh tự động luôn ha. Tự động thôi. Khỏi xài là khỏi khóa. Khỏi khóa lại nó tự ngắt ra. Nó cũng an toàn hơn. Út Dứt phải sử dụng trước thì sau đó mới hướng dẫn cho ông cụ với bà cụ ha. Út Dứt biết sử dụng ga không? Biết gần. Gần ha. Mà hồi đó giờ là mấy chục năm mày không có sử dụng ga hả? Lâu quá lâu rồi mới không có sử dụng ga, mà được cái như mình cũng có đi làm cho người ta đấy chứ mình cũng xài mình biết, nhưng mà nhà thì không có. Nhà thì không có, cứ đi làm mướn cho người ta thấy cái điều mà mình cũng xài biết gì đấy, mình biết gần. Cái bếp này cũng dễ thương á. Bếp này bếp xịn nè, bếp của Senhao. Sunhao là bếp xịn hả? Senhao là chính hãng Thái Lan. Dạ thôi mua cái tốt sử dụng cho nó an toàn, nhằm khi ga sau này bật cái nó ấy nó với lộng cụ nó không biết sử dụng á. Này chống rỉ sét không à chú? Sét thì cũng lâu lắm nó mới có rỉ với rỉ mấy cái này nè, nhưng mà ba cái này là có miếng cước đẩy ngang là nó y ra như vậy. Chứ không phải mà nó sét mà cái nó nhìn sắt mà nó thâm ngày nó bột lụm luôn. Dạ. Không có. Vậy cũng an toàn. Lâu lắm biết chừng nào, 5-7 năm á. Mà cái bếp ga này nó cũng đỡ hao ga so với đúng cái bình bếp nhỏ. Bếp nhỏ gì cho nó hao ga lắm. Thấy gì cho nó hao. Thôi sớm là 2.460.000. Là tổng cộng hết luôn, là gồm có cả bếp ga với lại bình quanh dây với lại quạt gió luôn. Mà cũng may là bà bán rẻ, bán biết Út Dứt khổ á. Bà biết Út Dứt khổ hồi đó giờ đi mua đồ báo lại. Bà biết cái hoàn cảnh
gáp công này là không tính tiền luôn á. Có cái bếp ga bự này nhìn cũng an toàn, cái này của Nhật quá. Của hãng Sennheiser chính hãng luôn á. À. Có những loại bếp ga nó rất là đẹp nhưng mà nó không không đúng có nó hàng nhái nó không hàng có đẹp. Hàng này là tôi bảo đảm hàng này là chính hãng luôn, khỏi lo. À. Mua thì mua cho cái tốt. Rồi từ nay về sau Út dứt hết sợ mưa rồi. Mưa quá im nữa. Với lại mưa thì không có củi nấu cơm ăn không được á. Nấu cơm thì được đó nhưng mà không có nấu đồ ăn được. Lúc đó thì nhúng lửa rồi thấy cực lắm. Bây giờ thế kỷ thứ 21 vẫn còn sử dụng củi mà. Để cho đây được ha chú. Cái bàn này thấy chắc chắn. Ồ ồ, để lên nhìn vừa ghê á. Vừa miếng luôn. Với lại tôn này á thì nó cũng đỡ, nó không có bị bắt lửa. Quanh là quanh xịn đây nè. Quanh xịn luôn ha. Có loại quanh rẻ hơn. À, thôi lấy đồ xịn hết cho nó an toàn. Với lại nhà này thì cũng ông bà già không được. Ông cụ với bà cụ đôi khi bị ấy á. Không có không lúc nhớ lúc quên á. Chú cũng làm mau ghê ha. Cái này bình bếp này có bảo hành không? Có bảo hành 1 năm miễn phí thôi, khỏi lo. Dạ. Dù ngoài năm thì hư cái gì mà vẫn thay được bình thường thì tính tiền. Tính dạ. Ngay còn trong 1 năm là khỏi. Thay là không tính tiền luôn. À, trong 1 năm là nếu có hư mà hư mình chỉnh sửa, không có hư đến thay đồ thì không tính tiền, mà thay cũng vẫn không tính tiền. Dạ. Đó. Còn chứ... ngoài 1 năm thì hư giờ mà nếu thay là tính tiền. Chưa ăn cơm luôn. Mà chỉnh sửa chút đỉnh thì cũng không có làm giùm chứ, không có tiền công tiền phí gì hết. Mới đó giờ mười mấy năm rồi. Ông dứt đời vô điện máy xanh mà thôi lâu lắm. Đúng rồi. Điện máy xanh là nói chứ nhiều khi mình nói cái này xịn, thật sự là xịn đẹp. Nhiều khi hãng nó làm cho mình đâu có biết đúng không? Là nhiều khi mình không may mình nhầm cái nó bị lỗi đi, nó cũng bị trục trặc. Chứ đâu có nói là xịn là nhưng mà mình không có nói cửa hàng nào ấy nhưng mà mình phải cần thời gian nhanh gọn lẹ. Nhưng mà điện máy xanh nó thì cũng có thời gian để giao. Dạ, bây giờ có trục trặc thì nó chậm tới chứ lại. Dạ. Cho nó có ga vô. À, dặn vậy cho ga vô ha. Ủa, cái bếp nhìn chất lượng ghê á. Mình bật liền lên, nó không có ga cái nó không cháy. Ổng ở nhà ổng cũng vững. Rồi chút nữa là bật mọi cái mọi cháy, khỏi lo. Ga cũng đều ha, lửa xanh ha. Lửa xanh lắm. Út rất mừng không? Mừng dữ lắm rồi đó, rồi nó đi lên nó khỏe. Chỉnh ga cho nó đều. Đều vô. À. Đó là mỗi cái mỗi cháy nè. Nhận vô. À. Nhận vô mấy bạc nghe chứ đây bình thường gì bạc qua nó không qua. Không, nó có độ rung rồi. Đó, xanh dần, cái nào như cái đấy. Rồi gì là cứ về tới bữa xài tắt khỏi. Rồi, để bếp ga đây, để cái bình ở đây cũng an toàn chứ. Ok, đúng rồi. Đúng rồi nè. Rồi, cảm nghĩ coi. Khỏi có đụng tới gì nữa hết gì là hết ga, hết chạy là hết ga đó. Dạ, Út dứt gạn gỡ rồi. Rồi, rồi cảm ơn em luôn nha. Dạ, cảm ơn chú. Chúc chú sức khỏe nhiều. Dạ. Có ai thì ủng hộ. Dạ. Rồi, cũng rồi. Rồi bật thử rồi, Út dứt bật thử rồi, Út dứt cũng có đi làm mà. Rồi bên kia, này bên nấu bên xào, bên nấu canh bên xào là ok rồi ha. Rồi mừng quá. Xài mà cho nó chậm hơn cái xe đó. Biết rồi, em hạ xuống nhẹ. Không phải hạ, khi bật lên cứ làm gì nè. Nó qua gì cứ hãy gạt xuống là nó chạy. Còn nó chạy ra. Ví dụ gì nè. Làm lẽ gì nhiều khi ga nó qua bật nhiều cái thì mau hết IC. Đó là chỉ cái cách mình xài hiểu không? Nó cứ nhận vô đựng gấp, nhận vô gì, đó. Rồi. À. Mà chất lượng mọi cái mọi cháy nó không có bị hai ba cái như hột quẹt mà quẹt nhiều cái thì nó phải hao đá lửa. À. Đúng không? Rồi cảm ơn chú. Rồi ngồi xuống đi. Rồi. Sao rồi, cảm giác sao rồi? Ngày mai khỏe nhiều. Ngồi xuống đi cũng chứ. Cảm ơn chị. Chị Oanh. Cảm ơn chị Oanh rất là nhiều. Thì thương chị Oanh dữ dằn. Nói chung là tất cả các mạnh thường quân luôn. Thương Út dứt lắm. Ngày hôm nay thì thay mặt cho chị Oanh ở Đài Loan đến đây để mà mua tặng cho Út dứt cái bếp ga, nhưng mà Bùi Hồ cảm thấy là còn thiếu mấy cái quạt nên mua 2 cái quạt luôn, và chị Oanh hỗ trợ 3 triệu đồng thì Bùi Hồ sẽ mua, đó là 2.460.000, thì gửi cho Út thêm đây là phần quà của chị Oanh là thêm 540 là đủ 3 triệu để mơ mốt mua thêm gì mua. Còn hôm nay thì đến đây thì nhận được thêm một cái phần quà từ sáng nay của cô Danh, cô là của Danh ở Sydney Úc á,
gửi cho Út Dứt là 200 đô Úc, là tương ứng với lại là 3.186.000. Thì đây, Út Dứt điếm đây là 3 triệu, em gửi cho Út Dứt là 3 triệu 2 luôn. Út Dứt điếm đây, này phải 3 triệu 2 điếm lại. 3 triệu 2 đúng rồi nè. Đâu đâu, đợi, gửi điếm, điếm lại. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 3 triệu 2. 3 triệu 186.000 thì gửi luôn 3 triệu 2. Này là phần quà của cô Danh ở Úc. Cô Danh ở nước Úc á, Sydney Úc. Còn cái đây là phần quà của chị Oanh ở Đài Loan. Rồi đếm coi tổng cộng được nhiêu. Là được đếm đếm lại hết, tổng cộng hết rồi. 3 triệu. 3 triệu gửi, 3 triệu 7. 3 triệu 7 40.000. 3 triệu 7 40.000. Cảm ơn chị Oanh với chị Oanh ở Đài Loan. Chị Oanh, cảm ơn chị Oanh ở Đài Loan rất là nhiều. Rồi cô Danh. Cô Danh, cảm ơn ở Úc. Cô Danh ở Úc rất là nhiều, cho cô Danh mạnh khỏe, nhận giúp đỡ giúp giúp. Sao khóc nữa rồi? Tại thấy mấy chị ba cho thấy tội nghiệp mấy bà. Tội nghiệp mấy bà. Giờ tội nghiệp. Thấy bà quý bà có tiền không rồi bà giúp gia đình nhiều phút giúp gì đó, thấy cũng công nghiệp mấy bà. Mới biết mấy bà có tiền không hả? Ờ. Biết người ta hả? Sao? Nhiều biết mấy bà làm sao mà làm sao không biết mà mấy bà giúp gì. Giúp cũng mừng cũng công nghiệp mấy bà. Không biết mấy bà sao. Anh ôi sao có tiền bây giờ xin tiền nữa? Có 40. Có 40, xin thêm 40 nữa hả? Cho xin thêm 40 chứ. Nè do cơn bốn chút nghe sao mỏ ốc cực cổ lạnh thế này. Sao? Chuyện đi mỏ ốc cực thế mẹ. Sao không hỗ trợ tiền ăn mà bây giờ xin nữa? Quá nhiều đó, ai hết trời. Tại đi mỏ ốc lạnh cực khổ thế mẹ. Ừ. Ừ, không để chịu đưa kìa, ta đi hái ớt cũng cực khổ kìa. Để dành uống cà phê luôn. Uống cà phê vậy nhiều tiền ngày vậy. Ơi, xúc động quá, xúc động luôn hả? Ờ, biết thấy nghe mấy bà chị, bà giúp gì, thấy tự nghiệp mấy bạn. Rồi hôm nay là có bếp ga, có quạt, có quạt này kia, cũng rồi có nhà cửa cho em mình. Đúng rồi, cũng rồi có cái vần che mưa che nắng cho ba mẹ của mình, thì cái cảm xúc của Út Dứt bây giờ như thế nào? Ờ, Út Dứt cũng như là rất là quá mừng. Mừng dữ lắm. Ờ, giờ Út Dứt đi mạng cũng có an tâm, mà đi mạng mình cũng không sợ ở nhà nữa. Chứ mà làm đi mạng thì ở nhà mình cũng sợ mưa gió này kia ẩm bả. Rồi bây giờ nói lời cảm ơn thì chắc có lẽ là để chốt giúp nghỉ ngơi tí xíu rồi bây giờ biết rồi sẵn sàng cũng đi làm. Dạ, mày cũng mừng, cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Ừ, cũng như là anh Thanh Mạnh Thường Quân ngày hôm qua cũng đã hỗ trợ nữa. Ừ, cũng cảm ơn anh Thanh nhiều nha anh Thanh. Rồi bây giờ có lửa, có bếp ga, khỏi cần sợ mưa nữa thì à, sao? Đây là đâu biết hết sợ. Dạ hả? Khỏe, đi lên đâu biết lên mạng thì như nào lên nó cũng vẫn. Một lần nữa thì chắc có lẽ là đến thời điểm này á, thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ của gia đình của Út Dứt nói riêng và những cái hoàn cảnh khó khăn nói chung. Hôm nay thì cũng xin chân thành cảm ơn một lần nữa thì chị Oanh ở Đài Loan đã hỗ trợ cho Út Dứt có được cái bữa cơm nó nhanh nhẹn hơn và đầm ấm hơn với số tiền là 3 triệu đồng. Cảm ơn cô Danh ở Sydney Úc đã hỗ trợ cho Út Dứt 200 đô Úc với 3.186.000 đồng. Xin chân thành cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ từ trước đến nay cho hoàn cảnh của Út Dứt, một cái người con phải nói là cực kỳ hiếu thảo luôn, và cũng như lo cho những người em của mình. Số tiền này dự định làm gì Út Dứt? Cũng như Út Dứt để dành đó, lúc nào cũng đưa cho cha tiền cho ông. Thì tự nhiên Út Dứt có bữa nào có đi làm mà bữa đứng đó, thì ở nhà ông có mua gì ông mua. Đưa cho cha nhiêu? Đưa cho cha 2 triệu cho ổng có mua gì ổng mua. Người còn Út Dứt thì tự nhiên mặn thì nào nghe Út Dứt thì đi mặn có thì mình lê lắc cũng mua cũng được. Đưa 1 triệu thôi, ông cụ lớn tuổi mà. Thì bảo gì đưa cha 1 triệu cũng được. Thôi cố gắng giữ gìn sức khỏe đi làm, đừng khóc nữa, nói chuyện đó khóc hoài. Anh em ta thấy mấy bà chị thấy bà cũng tội nghiệp, biết bà làm sao bà lo cho mình hoài. Rồi thôi, cố gắng giữ gìn sức khỏe ha. Với cũng cảm ơn Hồ rất là nhiều nha Hồ. Mai mốt qua nữa. Thì sao bà cụ nói gì? Tại bà không biết có lặng đó, bà nói gì. Chụp. Hai chục làm gì bà cụ?
bà làm gì giờ mà đâu có biết tiền đâu. Hồi xưa má có mua hay nọ. Mua nước đá, đủ không mày bà. Bà nói mua nước đá. Thì sao? Bà làm mua nước đá. Lấy, sao? Nước đá, đủ không mày bà. Cho má 20 coi, mà tụi không biết. Lấy rồi. Bà la dắt tưa bỏ khát nước nữa. Có nước bà uống kìa. Thôi một lần nữa thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả cô bác của anh chị mình thương rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở clip sau ạ. Rồi em về ha. Cảm ơn Ngân Nghe Hậu. Thì là 2 giờ, 3 giờ con qua cũng được. Dạ. Mát mát thì con qua. Dạ. Rồi mẹ nó nằm đi. Rồi quạt gió cho bà cụ đi. Cho em bảo. Mẹ nó nằm đi rồi con ấy chưa. Rồi em về ha. Cảm ơn anh Hậu. Hả? Cảm ơn. Cảm ơn hả? Cảm ơn sao? Cảm ơn Mạnh Thường Quân nói đi. Cảm ơn anh lại đây giúp đỡ cho gia đình của em. Rồi, vô cố gắng. Mai mốt mò ốc được gửi cho Út Dứt mua đồ ăn cho mẹ.